Giới thiệu với các bạn, đây là dàn âm thanh 5.1 của thương hiệu Pioneer. Cái model là Pioneer HTZ767. Công suất của dàn này maximum là 600W, tương ứng là 100W mỗi loa. Những cái cây loa cao này rất là to. Hiện tại dàn này mình đem về là nó hơi cũ nha, nó hơi cũ xíu nè. Tại vì hàng đã qua sử dụng mà. Đó. Thì mỗi cái cây nó cao khoảng 1,2 m. Đây. Chân bằng cái đế bằng bằng gỗ nha. Đây là một cái, theo mình nghĩ là một cái hạn chế của cái cây loa. Bởi vì nếu mà không khéo thì nó sẽ dễ bị ẩm nở ra. Gặp nước nó sẽ nở ra tắc lét luôn. Mình kết nhất là cái súp hơi này. Cái súp hơi này là dạng úp đất ha. Nó có hai cái chân đế. Nhìn rất là hầm hố ha, cực kỳ hầm hố luôn. Súp thì nếu mà mình bỏ cái hai cái đế này ra thì nó hơi hiền, nhưng mà khi gắn cái chân đế vào nhìn rất là hầm hố. Này, đây là cái đầu 5.1 của nó. Ở đây mình không có cái remote zin theo máy nha, không có remote zin theo máy, nhưng mà không vì thế mà mình không chỉnh được những cái chức năng âm thanh, những cái chức năng của đầu này. Mình dùng những cái remote của dàn khác để mà chỉnh rất ngon lành, đều nhận hết full chức năng luôn đó. Đây là mình review chứ mình không bán nha, dàn này mình đã bán rồi đó, bán rồi ha. Đây là những cái công nghệ tích hợp trên cái đầu 5.1 này, các bạn thấy ha, DVD, Dolby, DTS, vân vân. Hiện tại thì dàn này đang chơi full chức năng luôn, đọc đĩa CD, DVD, VCD luôn. Rồi HDMI có optical nữa. Đây cho bạn xem ở phía sau nè. Này đây. Các ngõ loa. À xin lỗi, cái này nó không có optical nha. Cái đầu này không có optical. Cái đầu này nó chỉ có HDMI thôi. HDMI ha, rồi video out. Đó. Lay in, lay out. Mình nhầm nha. Không có optical. Đây. Đây là cái mã XVDV, là cái mã của đầu máy. Còn cái mã, cái model của nguyên cái dàn đó là HTZ767 nha anh em. Súp này bass 16 thôi. Bass 16 dạng úp đất. Úp đất đánh rất trầm. Đánh rất trầm ha. Thường thì Pioneer chỉ trang bị công suất của các loa maximum là khoảng 100W đổ lại thôi. Cho nên là mình thấy nó không có, chưa thấy cái dàn nào mà trang bị công suất lớn hơn cả. Chắc có nhưng mà hiếm, mình chưa gặp. Thường là chỉ là 100W maximum thôi. Dàn này thì âm thanh chất lượng. Mình sẽ đăng một clip khác về test âm thanh ha, để test âm thanh. Dàn này, cái clip này chỉ là để review các bạn xem thôi. HTZ767, công suất maximum là 600W. Center này nhỏ, ngắn. Đó. Ok. Rồi, clip này chỉ ngắn ngủi như vậy thôi ha.